Vụ tai nạn thảm khốc 9 người thương vong, xe khách đi vào đường cấm chạy quá tốc độ. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc lật xe khách khiến 4 người tử vong tại Ninh Bình là do xe khách đi vào đường cấm và chạy vượt tốc độ. Chiều 14 tháng 6, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 người thương vong tại tỉnh Ninh Bình, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, đã tới hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn, thăm hỏi động viên những người gặp nạn. Cũng trong sáng 14 tháng 6, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình thăm, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Ban An toàn Giao thông tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng một người và 3 triệu đồng cho người bị thương. Theo thông tin từ Cục Đăng Kiểm Việt Nam, ô tô khách dường nằm mang biển kiểm soát 37B-02806, biển số đăng ký nền vàng, xe kinh doanh vận tải, xe sản xuất năm 2019 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký xe là Hoàng Đình Hoàn sinh năm 1973, ngụ xóm 3 xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Số người cho phép chở, ngồi, nằm kể cả người lái là hai người ngồi trên 34 người nằm. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 26 tháng 3 năm 2022 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3706D tỉnh Nghệ An có hạn kiểm định đến hết ngày 25 tháng 9 năm 2022. Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua kiểm tra, tài xế điều khiển xe khách không có nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể. Tuy nhiên, xe khách đã chạy quá tốc độ quy định là 71 trên 60 km h Trước đó, như báo người lao động đã thông tin, vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 13 tháng 6, tại km 265 cộng 570 quốc lộ 1A, khu vực ngã ba giao nhau với đường Tuệ Tĩnh, phố Phúc Trinh 2, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, lật xe khách khiến 9 người thương vong. Thời điểm trên, ông Vũ Minh Tê, sinh năm 1952, ngụ phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, điều khiển xe máy biển kiểm soát 35H39850 lưu thông trên đường Tuệ Tĩnh đến quốc lộ 1A rẽ trái về hướng Hà Nội thì va chạm với xe khách giường nằm biển kiểm soát 37B02806 do ông Nguyễn Ngọc Sáng, sinh năm 1984, ngụ xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An điều khiển đi trên quốc lộ 1A hướng Hà Nội Thanh Hóa. Hậu quả, vụ tai nạn đã làm 4 người không qua khỏi, gồm Vũ Minh Tê, người điều khiển xe máy PUV sinh năm 2010, NTN sinh năm 2002 và NTT sinh năm 2000 cùng ngụ huyện Đô Lương Nghệ An. 5 người bị thương gồm LDH sinh năm 2003, HTT sinh năm 2000, NQN sinh năm 1977 ngụ huyện Đô Lương. VTL sinh năm 1942, VTL sinh năm 1959, ngụ huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.